Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, thông tin từ Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Hưng, ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Cà Đô, huyện Đơn Dương liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Theo thông tin ban đầu khuya 14 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, báo công an huyện thông tin tiếp nhận hai thiếu niên nghi bị đâm. Trong đó, một người đã tử vong tên là Tăng Văn Phát, người còn lại trọng thương là Nguyễn Hoàng Lương Quyền, cùng 17 tuổi, ngụ xã Ca Đô, huyện Đơn Dương. Và cuộc điều tra, công an huyện Đơn Dương xác định Hưng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ sau 2 giờ gây án. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 22 giờ 30 phút tối 14 tháng 4, Hưng đến quán tạp hóa gần nhà mô đồ thì gặp Phát và Quyền đứng trước nhà người thân của Quyền một trong hai thanh niên hỏi Hưng đi đâu đó đại ca. Khi Hưng hỏi lại cái gì ghê vậy, thì bị một trong hai thanh niên đấm vào mặt. Lúc này, Hưng liền rút con dao mang theo trong người đâm chém nhiều nhát vào hai thanh niên trên. Bị đâm chém loạn xạ, các nạn nhân bỏ chạy vào căn nhà gần đó. Người dân đã đưa hai thanh niên nói trên đến Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tăng Văn Phát đã tử vong. Nguyễn Hoàng Lương Quyền cùng 17 tuổi bị thương nặng. Nhận được tin báo, công an huyện Đơn Dương triển khai lực lượng truy xét nóng các đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 15 tháng 4, cơ quan chức năng đã bắt giữ hát tại nhà. Quá trình khám xét nhà ở của Nguyễn Thanh Hưng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một con dao dài 18cm. Trên dao có dính dịch màu nâu đỏ nghi là máu. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.